Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chương trình tọa đàm trực tiếp được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, sau số phát sóng phần 1 vừa rồi, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả gửi về. Tất cả thì đều liên quan đến vấn đề về thi công chọn gói. Và ở số phần 2 này, chúng tôi sẽ lại tiếp tục giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai vị khách mời ạ. Đầu tiên thì Ngọc Huyền xin giới thiệu, đó chính là anh Lê Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Người thứ hai thì đó chính là anh Phạm Văn Tài, trưởng phòng chăm sóc thi công khu vực miền Bắc. Theo cái số hôm đầu tiên thì chúng ta nhận được rất nhiều những lời nhận xét cũng như sự quan tâm, đúng không? Thì số đầu tiên phát sóng thì cũng được đánh giá là rất là thành công. Ngày hôm nay thì tôi cũng rất là vui mừng sau khi mà nhận được cái lời đề nghị từ anh em phòng truyền thông tiếp tục trả lời những cái thắc mắc, những cái câu hỏi tiếp theo. Và cũng rất là vui vì ngày hôm nay anh Tài cũng rất bận việc, bởi vì đầu năm là lượng khách hàng gọi điện cũng như thể cần sự chăm sóc cũng rất nhiều. Và dù sao sẽ bớt chút thời gian để chúng ta cùng làm sao giải thích cho những người yêu mến công ty Mark Home, hay là yêu mến Ngọc Huyền, hay là tôi hay anh Tài, để có thể hiểu rõ hơn về cái quy trình làm việc, để chúng ta có được một cái nhìn nó tổng quát hơn. Xin chào quý vị khán giả của công ty đang xem chương trình của Mark Home. Tôi là Phạm Tài, trưởng phòng chăm sóc thi công khu vực ngoài Bắc. Hôm nay rất là vui và được cùng đồng hành với sếp cũng như Ngọc Huyền trả lời những cái câu hỏi, những thắc mắc của quý khán giả đang quan tâm đến cái vấn đề thiết kế cũng như thi công trọn gói của Mark Home. Không biết cái số 1 phát sóng là vợ hay con anh Tài biết ở nhà có xem qua chương trình của bố lên TV hay không? Có đấy chứ. Thế thì hy vọng rằng cái chương trình số 2 này cũng sẽ cổ vũ cho bố Tài qua truyền thông trực tiếp ở trên TV. Trước khi mà chúng ta đến với nội dung chính là những câu hỏi của quý vị khách hàng ạ, thì ngày hôm nay thì Ngọc Huyền muốn hỏi riêng anh Tài một chút được không ạ? Anh Tài hôm nay thì không biết bao nhiêu tuổi rồi anh? Thực ra thì năm nay thì Tài cũng ngoài 40 rồi. Ngoài 40 rồi. Công ty cũng được cái 4 đến 5 năm rồi đấy. Anh Tài là gắn bó trong công ty cũng khá là lâu rồi đấy Ngọc Huyền. Anh Tài là mệnh danh là người không tuổi tác mà. Anh Tài thì năm nay là khoảng 43, 44 rồi, nhưng mà cũng rất là nhiệt huyết và chịu khó tập tành, nên là vẫn giữ được cái phong dáng của một người thanh niên. Cảm ơn sếp. Và theo như Ngọc Huyền được biết ạ, anh Tài là một người mà luôn luôn lắng nghe này những cái tâm sự của quý vị khách hàng, sau đó thì bắt đầu mới tư vấn này những nhu cầu và sở thích. Vậy thì theo Ngọc Huyền được thấy nhá, là một ngày anh Tài đã phải tiếp nhận khoảng tầm hơn hàng trăm cuộc gọi. Vậy thì cái động lực nào để cho anh có thể là luôn luôn lắng nghe cái khách hàng như thế ạ? Thì thưa sếp với lại MC Ngọc Huyền, thì bản chất công việc thì mỗi người làm một công việc nào thì nó sẽ quen công việc đó thôi. Tuy nhiên với phòng chăm sóc thi công thì nói riêng, ở trong công ty thì có thể là khi mà hoàn thiện được một bộ hồ sơ thì khách hàng có thể tiếp xúc với rất nhiều các phòng ban, từ phòng mặt bằng, ngoại thất cho đến các công đoạn tiếp theo. Nhưng mà đối với phòng chăm sóc thi công ấy, thì sẽ được tiếp xúc với quý khách hàng ngay từ đầu trong suốt quá trình mình triển khai hoàn thiện một bộ hồ sơ thiết kế. Và sau đó thì có thể là còn trao đổi và tư vấn thêm cho khách hàng đi đến cái phương án thống nhất thi công nữa. Nên là cái thời gian tiếp xúc với tất cả các quý khách hàng ấy, thời gian của bên phòng chăm sóc thi công rất là nhiều. Và qua đó thì cũng sẽ hiểu hơn về những cái vấn đề mà khách hàng đưa ra yêu cầu để mình có thể trao đổi cũng như là giải trình thêm với khách hàng để thống nhất được cái phương án thi công. Ngoài ra thì do mà tiếp xúc nhiều như thế nên là phòng chăm sóc thi công cũng có rút ra được nhiều cái kinh nghiệm để mà tư vấn trao đổi về cái vấn đề mà các quý khách hàng quan tâm hơn. Theo cái kinh nghiệm mà cứ làm nhiều là thành quen, đúng không? Nếu như quý vị và các bạn mà đang theo dõi chương trình mà đã thiết kế rồi, hay là đang trong quá trình thiết kế mà muốn được trực tiếp anh Tài tư vấn hay là giải thích cùng mình tại sao bộ hồ sơ của mình lại mang hình dáng, mong phong cách, hay là mang hướng phong thủy, hay là vật liệu chúng ta lựa chọn nó đơn giá nó lại như vậy, thì quý vị các bạn có thể yêu cầu. Bởi vì với Mark Home, nếu như các nhân viên mà chăm sóc riêng đặc biệt cho mình mà mình cảm thấy là chưa hợp hay là thích chuyển đổi, thì quý vị và các bạn có thể nhắn tin lên trên nhóm, có các trưởng nhóm sẽ thay đổi, hay là nhắn tin riêng ở lại phòng chăm sóc khách hàng, thì mọi người có thể là yêu cầu trực tiếp anh Tài là người tư vấn và chăm sóc cho ngôi nhà của mình. Anh Tài hiện tại cũng đang sử dụng số hotline là 247 nhỉ? Dạ đúng rồi sếp ạ. Một ngày thì cũng có nghe đến. Vấn đề gì thắc mắc hay là cần trao đổi trực tiếp cụ thể thì
quý hàng có thể nhắn lên số của Tài 092 621 7777 ạ. Đấy. Đặc biệt là anh Tài sẽ luôn luôn túc trực 24/24, kể cả là buổi tối, ngoài giờ hành chính hay bất kỳ nơi đâu, quý vị các bạn thì cứ inbox hay là gọi điện trực tiếp qua là sẽ gặp anh Tài. Anh Tài có một cái đặc biệt đấy chính là luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu khách hàng, đúng không? Nên là anh cũng là một trong những best seller rất là lớn ở trong công ty, cũng đứng top ở trong công ty. Cái lý do chắc có nghĩa là có lẽ là anh Tài là người biết lắng nghe trước, đúng không? Biết lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng này, chúng ta thấy hóc ở đâu chúng ta tháo gỡ đấy. Bởi vì ai xây nhà cũng muốn là tìm cho mình những người tư vấn có tâm, những người kỹ sư có trình độ chuyên môn. Thế nên là cái việc mà lắng nghe khách hàng và đưa ra những cái tư vấn nó sát thực, đấy chính là cái động lực mà có thể là đấy cũng chính là cái nguyên nhân mà giúp cho anh Tài được chốt được rất nhiều hợp đồng. Vâng, đúng rồi, sao đúng không? Tại vì thực ra thì đối với một công trình dù lớn dù nhỏ thì cũng đều là một cái nỗ lực và một tâm huyết của mỗi một gia đình khi hướng tới My Home. Người ta, các khách hàng sẽ có rất nhiều cái câu hỏi. Thực ra thì phải qua tìm hiểu thì họ mới hiểu hơn được về cái vấn đề mà thiết kế hay là thi công sau này, sếp ạ. Nên là đối với phòng chăm sóc thi công sẽ có cái trách nhiệm là sẽ phải tư vấn, giải trình thêm để quý khách hàng có thể hiểu hơn về vấn đề đó. Có thể là nhiều khi là đối với nhiều người khác nó có thể thấy bực khi mà khách hàng hỏi quá nhiều hay là chưa hiểu biết, nhưng mà đối với là những chuyên viên tư vấn đặc biệt là như anh Tài, những người đã làm lâu năm mà làm đến chức vụ cao thì cái việc mà lắng nghe khách hàng hay là giải thích những cái vấn đề khó hiểu thì cái vấn đề đấy chúng ta đã được đào tạo qua rồi, đúng không? Và ai cũng biết là xây một ngôi nhà cả đời, nhiều khi khách hàng mới xây một ngôi nhà và đó là một trong những cái giá tiền nó rất là cao, đúng không? Không phải ai cũng là bỏ ra 1-2 tỷ để có thể xây được một ngôi nhà, nên chúng ta phải thấu hiểu, phải hiểu được khách hàng và nhiều khi phải biết lắng nghe. Còn nhiều khi chúng ta trao đổi chúng ta thấy hơi bực hay là hơi khó chịu thì tự nhiên khách hàng sẽ cảm nhận cái đánh giá là My Home chưa chuyên nghiệp. Nên cái yêu cầu tuyệt đối trong cái việc mà tư vấn chăm sóc những ai thuộc phòng ban nào, chúng ta phải hiểu biết được cái nhu cầu khách hàng là chúng ta mới tháo gỡ được. Vâng ạ, và hiện tại thì Ngọc Huyền đã tổng hợp được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả gửi về rồi, và hy vọng ngày hôm nay thì anh Tuấn và anh Tài thì sẽ cùng nhau giải đáp quý vị khán giả nhé. Chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên đi ạ. Câu hỏi này thì đến từ chị Maria Phạm đang sinh sống tại Mỹ. Chào quý công ty ạ, tôi có theo dõi My Home nhiều năm. Tuy nhiên thì tôi thấy là nhiều công trình, mẫu mã và diện tích giống nhau, nhưng mà đơn giá thì lại chênh lệch nhau rất là nhiều. Vậy thì xin hỏi công ty ạ, giải đáp cho tôi về vấn đề này được không? Dạ, cái này chắc là ưu tiên anh Tài. Trước tiên thì cũng cảm ơn câu hỏi của chị. Và tiện đây thì cũng cho phép Tài được trao đổi thêm về cái vấn đề cái đơn giá thi công. Có thể là một quý khách hàng có thể tham khảo trên kênh của bên My Home. Có những công trình có thể nó sẽ nhìn nó có thể cái diện tích và cái ngoại thất nhìn thì nó có thể tương đồng nhau. Tuy nhiên là cái đơn giá của các công trình thì tiện đây thì Tài xin phép trao đổi thêm là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào một trong những cái yếu tố. Thứ nhất là cái vị trí công trình, cái chẳng hạn cái khu vực nhà mình. Đối với khu vực ngoài Bắc hay miền Trung ấy, thì có đơn giá nhân công hay vật tư vật liệu thì nó sẽ rẻ hơn khu vực trong Nam. Tại vì so với khu vực trong Nam thì từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đổ xuống khu vực miền Tây thì đối với các công trình thì tất cả đều phải sử dụng cái phương án là ép cọc để đảm bảo cho cái phần kết cấu công trình. Nên là cái phần chi phí về phần ép cọc ấy, nó sẽ đội lên cũng khá là nhiều, dẫn đến là tổng cái giá trị công trình nó sẽ bị cao hơn khi mà cái vị trí của các công trình nó nằm ở từng khu vực khác nhau. Ngoài ra thì nó cũng theo cái từng cái thời điểm, cũng như là quý vị cũng biết thời điểm đầu năm, mà cuối năm và đầu năm thì cái nhu cầu xây dựng rất là nhiều. Nên là một số cái vật tư vật liệu sẽ lên, qua đó thì cái giá của tổng công trình nó cũng sẽ đội lên. Chẳng hạn như vào cái thời điểm tháng riêng tháng 2 này, cái vật tư là so với những cái tháng mà tháng 7, tháng 8 ấy, thì có thể là lên khá là nhiều. Đúng rồi. Nên là quý vị cũng có thể là cân nhắc, nếu mà trong trường hợp mà gia đình nhà mình cái vốn đầu tư nó có hạn hẹp một chút thì mình cũng cân nhắc vào cái thời điểm mình triển khai công trình thì nó sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra thì một trong những cái yếu tố mà liên quan đến cái giá công trình đó là cái vật tư vật liệu để đưa vào nữa. Vâng, trong một cái công trình thì như sếp với lại Ngọc Huyền cũng biết có rất là nhiều cái hạng mục và vật tư vật liệu để đưa vào. Cái đơn giản chẳng hạn như về phần xi măng thôi, mình có thể là nó sẽ liên quan đến cái mác PD300 hay là PC400 hay là cái đơn giản như cái phần gạch cũng thế. Nếu mà sếp sử dụng cái gạch loại 1, loại 2 thì cái đơn giá nó sẽ khác nhau. Có quá nhiều vật liệu cho một ngôi nhà. Nên chúng ta
chúng ta phải biết là nó sẽ liên quan đến cái giá của công trình. Đúng rồi. Và để mà cho chị có thể là với các khách hàng có thể hiểu rõ hơn và về vấn đề mà cái đơn giá của các công trình ấy, thì có thể là chị cứ liên hệ lại số hotline của bên công ty hoặc có thể gọi trực tiếp cho em thì em sẽ tư vấn và cụ thể hơn cho gia đình mình ạ. Đúng rồi, cái ý của anh Tài cũng khá là đầy đủ và chính xác. Tức là chúng ta có 3 yếu tố để quyết định đến vấn đề này. Thứ nhất là vị trí địa lý, đúng không? Vâng. Chúng ta cũng biết là một ngôi nhà xây trên núi, một ngôi nhà xây ngoài biển, một ngôi nhà xây ở cái địa chất khó tiếp cận thì cái giá thành nó cũng sẽ khác nhau. Đấy, hai là cái phong cách thiết kế hay là cái vật liệu chúng ta lựa chọn nó cũng là một trong những cái yếu tố quyết định đến giá tiền. Và cái thứ ba là chính là cái thời điểm thi công. Cái thời điểm thi công mà như tôi cùng với Ngọc Huyền là với anh Tài đã chia sẻ cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể tiết kiệm nhất là chúng ta đặt cọc sớm hay chúng ta lựa chọn vào những cái tháng mà rất ít khách hàng làm mà chúng ta sẽ được cái giá chiết khấu rất là cao. Bởi vì cái lúc đấy là mọi người không xây nhà thì chúng ta lại đi đặt cọc. Chứ tức là chúng ta chưa xây vào thời điểm đấy nhưng chúng ta đặt cọc vào thời điểm đấy. Nó cũng là một trong những cái mà giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiền. Đấy, thế nên là nhiều khi là chị cứ xem cái hình 3D hay là chị xem cái mẫu mã diện tích là chị chưa nắm rõ hơn về cái vị trí hay là cái thời điểm xây dựng thì chúng ta cũng có thể có những cái hiểu lầm như vậy. Còn đối với Mắc Hôm là chúng tôi luôn niêm yết giá theo từng khu vực. Đấy, nên là chúng ta làm việc ở những đơn vị lớn thì chúng ta biết rồi, đơn giá luôn luôn niêm yết và là giá tốt nhất rồi. Nên là chúng ta đừng lăn tăn, đã gặp Mắc Hôm thì chúng ta sẽ có được những cái quy trình nó được đóng gói rồi. Dạ. À, nói về vấn đề đặt cọc đi. Vậy thì nếu như mà khách hàng tìm đến công ty Mắc Hôm của chúng ta này có ý định là muốn đặt cọc trước thì không biết là có nhận được những cái chiết khấu ưu đãi thì không ạ? Rất nhiều chiết khấu ưu đãi, cái này đến chắc anh Tài nắm được đúng không? Đúng rồi. Thì thường là với khách hàng mà chúng ta ký hợp đồng tối thiểu trước 3 tháng, tức là ví dụ như bây giờ đang là tháng 2 âm lịch, chúng ta muốn là tháng 5 âm lịch hay là tháng 6, tháng 7 chúng ta đặt cọc từ bây giờ. Đặt cọc rất là ít, chỉ đặt cọc 50 triệu hoặc 100 triệu thôi. Trên tổng giá tiền mỗi nhà có thể là 2-3 tỷ đồng. Tức là chúng ta đã xác định với công ty là tôi sẽ xây dựng bên với công ty. Thì khi mà nhận được tiền đặt cọc và nhận được cái phương án chỉ đạo từ chủ nhà thì chúng tôi sẽ đi đặt cọc toàn bộ các vật liệu sử dụng cho ngôi nhà của mình. Đấy, từ gạch, đá, cát, xi, sắt, tất tần tật là chúng tôi sẽ bỏ tiền ra chúng tôi đặt cọc trước. Bởi vì đặt cọc trước thì chúng ta sẽ có được những cái chiết khấu ưu đãi. Còn những vật liệu hoàn thiện thì Mắc Hôm có trong kho rồi, trong nhà máy rồi. Nhấn một phím là sẽ sản xuất ra thôi. Đấy, là sẽ lắp ráp ra thành thành phẩm rồi. Dạ. Thế nên là khi mà chúng ta đặt cọc trước 3 tháng thì chúng ta đã được chiết khấu. Còn những ai mà thời gian nhìn xa hơn đặt cọc 6 tháng, 1 năm thì chắc chắn là chiết khấu nhiều và còn được tặng quà nữa cơ, đúng không? Dạ. Bởi vì xây một ngôi nhà thì chúng tôi cũng phải triển khai đội hình như giám sát, như kỹ thuật, như máy móc, như thể vật tư, vật liệu. Đấy, có lộ trình sớm thì chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách kỹ càng hơn. Nên là mọi người cứ yên tâm là chúng ta đặt cọc sớm chúng ta sẽ được chiết khấu cũng khá là cao. Vâng. Chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo nhé. Dạ. Câu hỏi tiếp theo thì đến từ anh Lê Văn Hùng. Câu hỏi này chắc là dành cho anh Tuấn rồi. Xin chào sếp Tuấn ạ. Tôi sống tại Đầm Rơi, Cà Mau, thường xuyên đi lên thành phố làm việc. Tôi có thấy là bảng hiệu công ty mình trên đường quốc lộ 1A rất lớn. Vậy thì xin hỏi là có phải mình đang xây dựng ở đây không? Vì sang năm thì tôi cũng cất nhà, đang tính nhờ Mắc Hôm. Mà không biết là có trụ sở Cà Mau thì tốt quá ạ. Rất cảm ơn anh. Thì hiện tại là Mắc Hôm đang xây dựng trụ sở tại Cà Mau. Như hôm trước kể một câu chuyện ở bên ngoài luồng một chút. Hôm trước cơ ghé qua một cái cửa hàng bán đồ ở trên cái trục đường gần trụ sở mình. Đấy, có một cái anh chủ quán anh chạy ra, anh thấy xe mình đến anh chạy ra, anh báo là ô anh Mắc Hôm, anh Tuấn Mắc Hôm, tức là anh theo dõi các kênh của mình rất là nhiều, đặc biệt là các kênh TikTok hay là kênh YouTube khá là nhiều. Anh nhận ra mình ngay. Đấy, và nhận ra mình ngay thì anh lao ra, anh chào luôn, anh bảo là anh theo dõi hết tất cả các video của bên mình. Đấy, nên là đâu đấy chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta cũng gặp là những người mà đã theo dõi follow kênh của Mắc Hôm khá lâu năm. Lúc đấy mình cảm giác cũng rất là vui. Còn là anh ở dưới cái nước thì cái nước cũng cách trụ sở ở đâu đấy tầm 15 đến 20 cây số. Bởi vì Mắc Hôm này đang xây dựng ở gần thành phố. Anh là đang ở Đầm Rơi đúng không? Đầm Rơi là đang cách trụ sở công ty cũng đâu đấy tầm 15 km. Đấy, thì cái địa chỉ trụ sở của Mắc Hôm là nằm trên đường quốc lộ 1A, ngay cái chỗ chợ Phấn, nó khá là đông đúc. Mọi người đi qua sẽ thấy cái biển hiệu của Mắc Hôm khá là lớn. Nếu như chúng ta mà có thời gian, mời quý vị các bạn ghé qua đấy, chúng ta xem qua là tổ thợ và các anh em kỹ thuật của Mắc Hôm cũng đang xây dựng trụ sở. Dự kiến là sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10 năm 2024 này. Trong vòng 6 đến 7 tháng sẽ hoàn thiện bàn giao. Và trước đó thì chúng ta sẽ set up trước bộ máy tư vấn cũng như đội ngũ thợ sẽ tập kết ở đấy rồi. Hiện tại đã có lán trại các anh em đã tập kết. Tại sao là lựa chọn Cà Mau thì nhân tiện đây tôi chia sẻ là khu vực Cà Mau rất đông khách hàng.
Đấy, còn lại thì Mac Home cũng đang xây dựng ở trên Cần Thơ. Đấy, theo cái định hướng và cái chiến lược của Mac Home là chúng ta sẽ tập trung khu vực miền Tây ở trong năm 2024 và 2025 trở đi. Dạ. Cảm ơn anh Tuấn ạ. Và đây chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 3. Đến từ chú Đặng Văn Tịnh, 50 tuổi, sống tại Bạc Liêu ạ. Chào Mac Home, chú hiện tại thì đang ở Bạc Liêu, dự định trong năm nay thì sẽ cất nhà 3 tấm. Thì chú xem video thì thấy công ty mình có vật liệu tự cung tự cấp nên là giá thành rẻ hơn các đơn vị khác. Chú muốn trực tiếp đến xem vật liệu thì phải qua đâu ạ? Cái này ưu tiên anh Tài nhỉ? Vâng. Thì cháu xin phép trả lời cái câu hỏi của chú. Vâng, hiện tại thì như sếp vừa có trao đổi, bên cháu hiện tại đang triển khai khá là nhiều văn phòng. Tuy nhiên là với khu vực nhà mình thì chú có thể ghé qua văn phòng đại diện bên cháu tại 162 đường Cộng Hòa trên quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì bên ngoài văn phòng làm việc ra thì bên cháu sẽ có hệ thống showroom trưng bày tất cả những vật tư vật liệu mà bên công ty đang cung cấp. Qua đó thì bên cháu sẽ có bạn phụ trách sẽ trao đổi và dẫn chú đi xem từng hạng mục của các tư vật liệu mà bên của Mac Home cung cấp. Ngoài ra thì chú có thể qua trực tiếp khu vực lắp ráp và khu vực sản xuất, đây chính là nằm ở tại nhà máy hơn 4.000 m² tại bến cát Bình Dương. Vậy. Đây cũng là một khu vực mà có các công nhân đang lắp đặt ngày đêm. Từ khu vực này sẽ cung cấp đi cho thị trường khu vực phía Nam. Còn tại trong thời gian tới thì chú có thể ghé ngay ở trụ sở miền Tây đặt tại Cần Thơ. Trên cái đường Mai Chí Thọ thuộc Phú Thứ Cai Răng, cũng là một trong những trụ sở rất là lớn Mac Home đang gấp rút xây dựng để phục vụ cho bà con và những người yêu thích thuộc miền Tây. Miền Tây là một trong những thị trường mà khách hàng rất yêu mến bên mình. Đấy, cũng được một cái vui là mình xuất phát điểm là từ ngoài miền Bắc, nhưng mà từ năm 2018-2019 mình vào miền Nam, nên đâm ra là có rất nhiều khách hàng ở trong miền Tây, miền Nam yêu mến và ủng hộ Mac Home. Nên là mọi người cứ phàn nàn là tại sao lại ưu tiên miền Bắc nhiều đến như vậy. Thế nên cái chính sách ban lãnh đạo công ty cũng đã dịch chuyển vào trong Nam, và đặc biệt là khu vực miền Tây là trong những năm tới đây được ưu tiên rất là nhiều. Và câu hỏi thứ tư ạ, đến từ chị Lê Thị Vĩ, 35 tuổi tại Nghệ An, hiện thì đang sống bên Đài Loan. Chào công ty Mac Home, tôi thì đang sinh sống bên nước ngoài, mỗi tháng gửi về Việt Nam thì gần 50 triệu đồng cho cả hai vợ chồng. Xem thầy nói rằng thì tháng 4 năm nay khởi công dự định làm nhà 2 tỷ mà đang thiếu 500 triệu, liệu thì công ty có hỗ trợ vay vốn xây nhà được không và lãi suất là bao nhiêu? Mac Home hiện tại là đơn vị tiên phong, và từ cái ngày mình làm là cái chiến lược là hỗ trợ vay vốn ngân hàng cũng là một trong những cái mà giúp đỡ rất nhiều người. Bởi vì là có thể là trong một năm thì người ta thu hoạch cái vựa tôm hay người ta thu hoạch cái cánh đồng của họ, họ chưa thu kịp tiền về, nhưng họ muốn xây dựng, họ muốn làm rồi. Và họ dự kiến là trong năm nay là sẽ đủ tiền, nhưng mà cái ngày đẹp chúng ta là đầu năm, nhưng mà cuối năm mới thu về được tiền, cái việc đấy là việc rất là bình thường. Nên là chúng ta cũng có thêm một cái chính sách là hỗ trợ vay vốn ngân hàng hay là hỗ trợ vay trực tiếp từ công ty. Công ty cũng sẽ hỗ trợ với khách hàng. Miễn sao là gì ạ? Chúng ta cam kết những cái gì chúng ta thanh toán theo lộ trình. Ví dụ như tôi cuối năm nay anh làm xong, hay là tôi còn thiếu một chút, anh làm xong thì thanh toán vẫn rất bình thường. Đấy là một trong những cái chính sách ưu đãi riêng đối với lại Mac Home. Thì hiện tại cũng chỉ có mình công ty chúng ta là đang ưu tiên cái vấn đề mà hỗ trợ khách hàng nhiều đến như vậy. Nên là tại sao Mac Home lại có đông khách hàng và rất nhiều người yêu mến là lựa chọn Mac Home xây ngôi nhà của mình. Vâng ạ, và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5 đi ạ. Tới từ Bác Dũng tại Hà Tĩnh. Cho hỏi Mac Home thì có cải tạo nhà cũ không và chi phí tính như thế nào? Hiện tại nhà tôi đang là nhà một tầng, xây năm 2008. Lúc đó thì tôi xây dựng móng rất là kiên cố, rồi đập đi thì tiếc, nên tôi muốn hỏi Mac Home là có sửa nhà lên 2 tầng được không và chi phí như thế nào? Vấn đề sửa nhà thì Mac Home cũng có rất nhiều gói, ví dụ như gói hoàn thiện nội thất, gói làm sân vườn và gói sửa chữa cải tạo nhà cũ thành nhà mới. Đặc biệt là tại trụ sở Mac Home tại Hà Tĩnh cũng đã có một trụ sở Mac Home vừa mới khai trương dịp vừa rồi. Thì bác có thể ghé qua trực tiếp để có thể là được tư vấn, hay là các anh em ở đấy sẽ nắm bắt được cái hiện trạng nhà mình. Bởi vì cái vấn đề nhà cũ nó quan trọng nhất, đấy chính là khám, người ta gọi là khám kết cấu. Tức là chúng ta phải biết là cái nhà của bác ngày xưa bác sử dụng tường như thế nào, hay là sắt thép đi cái hệ lưới cột ra làm sao, thì từ đó thì chúng ta mới đưa được ra cái giải pháp là giải pháp nâng cấp, hay là giải pháp cấy thêm cột, hay là thêm dầm, hay là có những cái biện pháp chúng ta tính toán tải trọng. Rất nhiều người thường hay nghĩ rằng là sửa nhà thì cứ xây thêm tầng là được, hay là cứ xây ngăn phòng thêm là được, cái đấy là sai hoàn toàn. Bởi vì xây một ngôi nhà mới thì đã khó rồi, nhưng mà xây một nhà cũ thành nhà mới mà thêm tấm như thế này thì
nó lại còn khó hơn. Tại vì sao? Tại vì là nó liên quan đến kết cấu. Cái tải trọng ngày xưa bác tính riêng phần móng thì nó chỉ mới là chịu tác dụng lực ở dưới phần móng thôi, còn ngoài ra thì nó phải chịu tác dụng ở phần sàn, phần cột, phần dầm. Đấy, nên là có rất nhiều vấn đề. Thì muốn báo giá chi tiết thì các bác cứ liên hệ các kỹ sư, các kiến trúc sư của Mark Home sẽ về khảo sát hoàn toàn miễn phí, tính toán ra phương án sơ bộ, tính toán ra giá tiền và sau đấy sẽ đưa cho bác cái giải pháp. Sau đấy phù hợp thì chúng ta mới bắt tay vào trong công việc. Nên là bác đừng ngần ngại, cứ liên hệ với Mark Home thì chúng tôi sẽ có đội ngũ để hỗ trợ mình ngay tại nhà của mình, đưa ra giải pháp ngay tại nhà. Và câu hỏi thứ 6 ạ, đến từ chị Huyền tại Cần Thơ ạ. Chào Mark Home, tôi đang sống ở Cần Thơ, dự định thì tháng 5 cất nhà. Tuy nhiên thì tôi đang phân vân nên tự thi công hay là thuê thi công trọn gói, vì không biết cái nào đắt hơn và ưu nhược điểm của hai phương pháp này là gì ạ. Em chào chị ạ. Thực ra thì vấn đề này thì Tài cũng có trao đổi ở cái lần quay trước rồi. Về vấn đề thi công trọn gói thì nó sẽ có những cái ưu điểm mà các quý khách hàng có thể là trước mắt thì mình sẽ không nhìn nhận ra được. Đối với những công trình mà khi mà mình nhờ bên công ty thiết kế xong và thi công trọn gói ấy, thì thứ nhất là mình sẽ có thời gian để mình đi làm những công việc ngoài. Mọi cái vấn đề từ vấn đề quản lý cho đến triển khai công việc thì đều có bộ phận kỹ thuật của công ty đứng ra lo liệu hết cho gia đình nhà mình rồi. Ngoài ra thì cái vật tư vật liệu mình sẽ được chỉ định vào trong công trình để đảm bảo cho cái phần kết cấu của công trình. Ngoài ra thì trước mắt thì mình sẽ nắm được toàn bộ cái khối lượng của công trình cũng như cái dự toán báo giá chi tiết từ bên công ty đưa ra, để sau này khi trong quá trình triển khai thì nó sẽ không phát sinh trong quá trình mà mình triển khai công việc công trình nhà mình. Còn đối với những công trình mà mình tự thi công thì có thể là cái đơn giá mà ban đầu mình chỉ mang tính chất là khái toán thôi, nhưng mà trong quá trình triển khai thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều. Ngoài ra thì mình sẽ phải có thời gian, có nghĩa là phải quản lý mọi cái vấn đề trong cái vấn đề triển khai công việc. Chưa kể là phải có chuyên môn nữa, đúng không? Đúng rồi. Còn chưa kể đến cái vấn đề là mình phải hiểu về cái vấn đề là chuyên môn, đọc được bản vẽ nữa. Nên là để cho nó đảm bảo phần kết cấu cũng như là cái công trình nhà mình sau này được hoàn thiện tốt nhất thì chị có thể hướng đến cái vấn đề là thi công trọn gói. Thực ra là cái thắc mắc này chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến. Trong suốt cái quá trình làm suốt mười mấy năm trở lại đây thì rất nhiều khách hàng là muốn Mark Home trả lời, và chúng tôi cũng đã trả lời trên các phương tiện truyền thông chính rồi. Thực ra rồi để mà so sánh ấy, thì tôi khẳng định là thi công trọn gói với Mark Home là rẻ hơn tự thi công. So với lại các đơn vị khác thì có thể là người ta mua vật liệu bên ngoài, người ta mua tại các đại lý, các cửa hàng. Nhưng với Mark Home là chúng tôi sản xuất đại trà và chúng tôi có tồn kho. Chúng tôi tồn kho rất nhiều nên là khi mà sử dụng những vật liệu chúng tôi mua số lượng lớn và tồn kho nhiều thì chắc chắn giá thành sẽ rẻ hơn. Không tin quý vị các bạn cứ tham khảo một số sản phẩm của Mark Home là rẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Vấn đề thứ hai là chúng tôi thi công nhiều, đâm ra thì chúng tôi gối được đơn. Chúng tôi gối được các vấn đề máy móc, vấn đề thợ thuyền là di chuyển từ công trình này sang công trình khác. Nên là vấn đề này chúng ta cũng tiết kiệm được. Và cái thứ ba là chúng tôi có bài bản tiêu chuẩn rồi. Tức là đã làm thành một cái quy trình setup tiết kiệm chi phí tối đa và nó rất là chuẩn rồi. Nó khác so với lại việc mà chúng ta cả đời mới xây được một ngôi nhà, đúng không? Vâng. Cả đời nhiều khi chúng ta không biết là làm móng hay làm cái gì trước, xong rồi xây tường, xây thế nào cho nó đúng, hay là hoàn thiện để cái nào trước cái nào sau. Tức là những cái đấy chúng ta khi bước vào trong công việc chúng ta bị rối. Còn đối lại các công trình của Mark Home thì chúng tôi có quy trình đội nào đến trước làm trước, đội nào đến sau làm sau, và cái thời gian làm nó khớp và nó ăn nhập với nhau là từng giờ từng ngày. Nên là chúng ta tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Chưa kể vấn đề quan trọng nữa, đây chính là vấn đề bảo hành. Với các sản phẩm của Mark Home thì chúng tôi cam kết bảo hành từ 5 đến 15 năm. Chúng ta có bất kỳ vấn đề gì là riêng cái phần vật liệu Mark Home thì chúng tôi bảo hành hoàn toàn miễn phí, thay đổi một đổi một trong suốt thời gian bảo hành. Chính những cái đấy chúng ta đã tiết kiệm rồi, đúng không? Còn chúng ta mua bên ngoài, nhiều khi chúng ta mua thương hiệu này, thương hiệu kia, người ta khai tử cái thương hiệu đi, hay là người ta không còn cái chính sách bảo hành. Đâm ra là gặp rất nhiều khó khăn cho chủ nhà. Còn khi chủ nhà đã làm về một mối, chúng ta không phải suy nghĩ gì cả. Chúng ta cứ tập trung cho công việc của mình, mà chúng ta sẽ giao lại việc xây nhà, kỹ thuật, vật tư vật liệu cho Mark Home. Nên là trả lời câu hỏi của chị thì chúng tôi kết luận là khẳng định với gia đình của mình là thi công trọn gói bên Mark Home sẽ rẻ hơn so với việc mà gia đình mình tự thi công. Vâng, cảm ơn các anh ạ. Chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi số 7 đến từ chú Trần Văn Trọng tại Thanh Hóa. Chào quý công ty, bên cạnh tôi thì có nhà năm vừa rồi thì cũng xây bên Mark Home. Phải nói rằng là rất đẹp, tôi rất ưng. Nên là dự kiến thì tôi cũng sẽ thuê các bạn làm. Nhưng mà có điều ạ, cát và gạch thì gia đình chúng tôi làm. Cho nên là tôi sẽ tự bỏ cái phần đấy ra được không?
hoặc là cái phần cửa gỗ thì tôi cũng có sẵn gỗ rồi nên là sẽ thuê thợ làm, nên là sẽ bỏ ra ngoài. Vậy thì xin công ty cho biết thì những cái phần khác tôi chọn vào công ty, còn riêng mấy cái phần mà tôi có sẵn rồi thì tôi tự làm được không? Vâng. Phan cháu chào chú ạ. Về phần này thì nó thuộc về lĩnh vực của cháu rồi. Liên quan đến dự toán thì cháu là một phụ trách về vấn đề trao đổi tất cả các dự toán của công ty. Sau khi mà hoàn thiện một bộ hồ sơ kiến trúc ấy, thì bên phòng dự toán sẽ bóc tách ra toàn bộ cái khối lượng của công trình nhà mình. Thì qua đó thì chú có thể là tham khảo được từ phần móng, phần thân, phần mái nhà mình là tổng cái khối lượng và tư vật liệu đều được chỉ định ở trong cái phần dự toán. Tuy nhiên là chú đang có cái ý định là mình muốn để lại một số cái hạng mục chẳng hạn như cát hay gạch cát đá. Nhà mình có người quen thì bên cháu sẽ cắt lại phần đó cho gia đình mình tự cung cấp cũng được chú ạ. Về những cái phần chẳng hạn như phần cửa cũng thế. Nếu mà gia đình mình có thể tận dụng lại cửa cũ hay là mình có người thân để làm thì bên cháu cũng có thể cắt lại. Tuy nhiên là để cho nó đảm bảo cho cái chất lượng công trình sau này ấy, thì bên cháu cũng sẽ tư vấn thêm cho chú chẳng hạn như sau này mình sẽ dùng cái vật tư vật loại liệu loại nào cho nó có nghĩa là nó đang thịnh hành tại khu vực nhà mình tốt nhất để dành cho công trình nhà mình. Còn về những cái phần mà mình muốn cắt lại thì bên cháu sẽ trao đổi thêm với chú và có thể điều chỉnh lại trong dự toán cho gia đình nhà mình. Ngắn gọn là sau khi mà làm thiết kế và ra một cái dự toán rất chi tiết từng viên gạch, chi tiết từng bao xi cây thép một, nếu gia đình nhà mình thấy phần nào mà cao hay là chưa ý, gia đình nhà mình có thể cắt lại. Rất nhiều khách hàng thường hay bị nhầm lẫn một chỗ là thi công chọn gói cứ nghĩ là phải làm toàn bộ, tức là phải làm tất tật, nhưng mà không. Cái dự toán chúng tôi đưa là dự toán chọn gói tất tật, nhưng tuy nhiên chủ nhà có thể lựa chọn theo từng hạng mục. Tức là chúng ta thấy phần nào rẻ chúng ta làm. Chúng tôi vẫn làm đầy đủ theo những cái phần chúng tôi đã ký kết với chủ nhà. Còn những cái phần nào mà chủ nhà tự làm hay muốn tự cung cấp hay là muốn làm sau vẫn rất là bình thường. Bởi vì là những cái đấy là theo nhu cầu mà chúng tôi là người phục vụ. Chúng tôi là người mà mang đến cho khách hàng sự hài lòng. Thế nên là quý khách hàng đừng ngần ngại. Chúng ta thấy cái nào hợp lý, cái nào rẻ, cái nào cạnh tranh thì chúng ta đăng ký lựa chọn. Còn những cái nào mà chúng ta có rồi, chúng ta muốn mua bên ngoài, chúng ta cứ đưa vào trong cái phần hợp đồng và phần dự toán để sau này chúng ta cứ thế chúng ta làm việc một cách nhuần nhuyễn với nhau. Vâng ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 8 ạ, đến từ bác Nguyễn Hùng Dũng. Chào các cháu, bác có xem chương trình công ty trên TV hàng ngày. Phải nói là bác rất thích cái ngôi nhà của Mark Home. Đang định là tháng 8 năm nay sẽ xây nhà thờ kết hợp với khuôn viên nghỉ ngơi tuổi già. Thì không biết là bên Mark Home có xây nhà thờ không và cái chi phí sẽ như thế nào? Về nhà thờ thì Mark Home đã xây rất nhiều rồi, đặc biệt là những cái nhà thờ đường, nhà thờ họ. Nhà thờ họ Nguyễn, họ Lê thì Mark Home đã xây rất là nhiều. Về cái chi phí nhà thờ thì nó lại khác xa hoàn toàn so với lại chi phí xây nhà dân dụng bình thường. Ví dụ như nhà thờ chúng ta sẽ có những cái kết cấu, những cái biện pháp thi công nó khác hoàn toàn. Nhiều khi chúng ta sử dụng là gỗ 100% hay là nhiều khi chúng ta sử dụng là bê tông giả gỗ hay là chúng ta sử dụng là đá kết hợp với lại gỗ. Thế nên đâm ra là mỗi một cái biện pháp chúng ta lại sẽ có giá thành khác nhau. Tuy nhiên là về xây dựng những công trình tôi gọi chung là nhà thờ một tầng đi thì đơn giá nó dao động tầm đâu khoảng 10 triệu đến 11 triệu trên 1m2 hoàn thiện. Đơn giản ví dụ như thế một ngôi nhà thờ 100m2 chúng tôi đang hoàn thiện xong xuôi hết đâu đấy nó sẽ rơi vào tầm 1 tỷ đồng. Đấy là kết cấu gỗ rồi là có phù điêu câu đối đắp tay các thứ rất chuẩn chỉ và rất là đẹp. Rất nhiều những ngôi nhà thờ chúng tôi xây dựng lên là nó rất đẹp và nó theo một cái kiến trúc nó vừa pha về cổ điển vừa pha về một phong cách hiện đại. Nó phù hợp với lại kiến trúc ba gian hay là năm gian của Việt Nam của mình. Nó khác hoàn toàn so với lại nhà dân thì chúng tôi thi công nó rẻ hơn rất nhiều. Nhà dân thì chỉ rơi đâu đấy khoảng tầm 5 triệu đến 7 triệu thôi. Nhưng mà riêng về nhà thờ thì phù điêu phào chỉ rất nhiều. Và hai nữa phải kết hợp giữa gỗ đấy, và lợp mái cũng như thế là những cái điểm họa tiết hoa văn. Riêng nhà thờ để hoa văn lại phải là những cái chú trọng. Nhưng đâm ra là chi phí nó sẽ cao hơn. Dạ vâng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại câu hỏi thứ 9 đến từ chị Hiền đang sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội. Xin chào Mark Home, tôi muốn xây nhà 2 tầng cho bố mẹ già ở quê. Tuy nhiên thì nhà nhỏ mà cũng không muốn phiền tới bố mẹ nên là thuê chọn gói. Cho hỏi công ty thì khi mà thuê thợ thì thợ sẽ ở đâu và ăn uống như thế nào? Tiền điện nước thợ dùng bên nào thanh toán? Vâng, em chào chị ạ. Vấn đề là khi mà hai bên giữa công ty và gia đình thống nhất được cái phương án thi công ấy, thì bên em sẽ phải có giám đốc thi công xuống trao đổi trực tiếp cụ thể với gia đình nhà mình về các hạng mục. Chẳng hạn như khi triển khai thì bên em sẽ phải tự đứng ra lo liệu vấn đề ăn ở cho nhân viên khi mà triển khai công trình nhà mình.
vấn đề này thì gia đình nhà mình hoàn toàn yên tâm, nhà mình sẽ không phải lo bất kể vấn đề gì đâu ạ. Trong quá trình triển khai thì chẳng hạn như nhà mình có thể sẽ hỗ trợ bên công ty về cái vấn đề là cung cấp cái nguồn điện, nguồn nước, còn cái vấn đề mà thanh toán sau này thì bên công ty sẽ đứng ra và đảm nhận cho gia đình nhà mình chị nhé. Đấy, riêng cái đấy cũng đã tiết kiệm rất nhiều đúng không? Như thế trước đây những cái phương án cổ truyền chúng ta thấy là thợ làm là chủ nhà phải đi lo nấu nướng rồi đấy, hay là đổ sàn bê tông mà không có được bữa cơm bữa rượu là nhiều khi thợ người ta khó chịu. Mà cuộc sống hiện đại bây giờ chúng ta lại ngược lại hoàn toàn. Tôi đã khoán cho anh, tôi đã giao cho anh làm, như thế là anh cứ tự bỏ tiền túi ra làm, bởi vì chi phí lợi nhuận anh có trong đó rồi, đúng không? Hay là về điện về nước anh sử dụng bao nhiêu để phục vụ công trình anh phải chi trả cái đấy. Còn gia đình nhà tôi đã ký hợp đồng anh trong đấy có rồi. Nên đây là một trong những cái mà nó là chi phí vô hình mà chúng ta không để ý tới, nhưng mà khi mà giao chọn gói mắc hôm là chúng tôi đã có trong đó rồi, nên là chúng ta sẽ tiết kiệm được một phần, nhiều phần nhỏ nó sẽ cộng lại một cái chi phí rất là lớn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay nhé. Câu hỏi đến từ chị Nguyễn Thị Vân Anh ạ, đang sinh sống tại Thái Nguyên. Chào mắc hôm, tôi năm nay thì 32 tuổi, dự định là 3 năm tới sẽ làm nhà, do tiền nhưng mà do tiền chưa đủ đấy ạ. Vậy thì hỏi công ty là tôi thuê thiết kế trước này và đặt cọc trước 3 năm thì có ưu đãi gì không và phải đặt cọc bao nhiêu tiền? Vì xem video thì tôi thấy là đặt cọc càng sớm thì sẽ càng có giá tốt phải không ạ? Cái này thì chúng tôi cũng có rất nhiều chương trình ở trên website hay là trên các nền tảng Mark Home rồi. Gia đình nhà mình làm càng sớm, thiết kế càng sớm, đặt cọc càng sớm thì dĩ nhiên chúng ta được rất nhiều lợi thế. Nếu như mà chị 3 năm sau mới xây nhà thì chị chỉ cần đặt cọc trước 50 triệu thôi. Đặt cọc trước 50 triệu hay 100 triệu là gia đình mình đã được chiết khấu rồi. Và chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị hết vật tư vật liệu, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị hết thợ thuyền. Đúng cái ngày đấy là chúng tôi sẽ về triển khai công việc, nên là chúng ta cũng sẽ được chiết khấu từ 1-5%. Đấy, nên là cái chi phí đấy cũng rất là tốt để cho mình tiết kiệm được. Hai là sau này có biến động vật liệu, biến động đơn giá là mình cũng sẽ được hỗ trợ, mình sẽ được báo trước, bởi vì các cái phần đặt cọc, ký cọc trong thời gian là chúng ta cũng đã được hỗ trợ một cách tối đa rồi. Nên là quý vị các bạn cứ yên tâm là chúng ta dự định xây nhà 1, 2 hay 3 năm tới thì chúng ta cứ làm việc trước, chọn cái mẫu nhà trước, chọn cái đơn giá trước, còn lại chúng ta có thể là ký đặt cọc sớm thì chúng ta sẽ được ưu đãi rất là nhiều. Đấy, còn bình thường là hầu như mọi người sẽ thường làm trước 1 năm hay là 6 tháng để mọi người có thể kịp cái thời gian để chúng ta có thể xây dựng ngôi nhà. Nhưng về quy trình làm việc thì chúng tôi muốn là chúng ta có những cái nhìn xa, chúng ta cũng sẽ có sự chuẩn bị nó chu toàn hơn, đúng không? Khi mà triển khai sớm như vậy thì thứ nhất là về hồ sơ là mình có cái thời gian mình chỉnh sửa theo cái ý của gia đình nhà mình. Ngoài ra khi hoàn thiện thì mình sẽ nắm bắt được luôn cái dự toán báo giá của công trình ấy, thì mình có thời gian nhiều hơn để mình chuẩn bị cho vấn đề kinh tế. Chưa kể là có rất nhiều những trường hợp là chủ nhà rất chủ quan, cực kỳ chủ quan, tức là dự kiến là 3 tháng sau làm nhà, bây giờ mới đi thiết kế. Thiết kế đâu đấy đã mất tầm 30-45 ngày rồi, xong thiết kế lại có thêm một khâu phải là đi xin cấp phép xây dựng. Thế đến lúc đi xin cấp phép xây dựng mới ngớ ra một cái là gì? Thổ cư không có đủ. Rất nhiều người ta hình như là chưa nắm hay là chưa làm nên là bị một cái là gì ạ? Thổ cư có 50m², xây cái nhà 200m². Lúc đấy là ngớ người lên là đã ra mắc hôm chọn gói rồi nên là không để ý đến vấn đề đó. Nên lúc đấy là phải cuống cuồng đi xin thổ cư rồi đi chạy bên này chạy bên kia, mất rất nhiều thời gian. Cái đấy cũng là một trong việc mà nó ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công sau này của mình. Nên quý vị các bạn lưu ý là chúng ta làm càng sớm, chúng ta chuẩn bị càng kỹ càng những ngôi nhà chúng ta nó càng trọn vẹn rất nhiều, bởi vì xây một ngôi nhà nó có quá nhiều thứ chúng ta phải lo, chúng ta phải cân đối và chúng ta phải lựa chọn. Và có thể thấy được rằng là cái việc chuẩn bị trước quá trình mà thi công ấy thì nó rất đúng là rồi. Quan trọng đúng không ạ? Chính xác. Và Ngọc Huyền thấy được rằng ở đây gia chủ chuẩn bị tận trước 3 năm rất là chắc chắn. Mắc hôm là ký hợp đồng 1-2 năm, ký đặt cọc sớm rất nhiều. Và đến bây giờ thì gia đình anh chị đang khởi công trong năm nay. Cái giá chúng ta biết là sau mỗi năm là cái trượt giá đồng tiền, hay còn gọi là cái chi phí nó tăng rất là đều đặn, đâu đấy tầm 10-15%. Ví dụ như nhân công các năm trước thì rơi vào tầm 800.000 một mét vuông, nhưng mà đến bây giờ toàn 1,1-1,2 rồi. Nhưng mà sang năm sau chắc chắn là 1,3, bởi vì sao? Bởi vì cái đời sống thợ thuyền người ta sẽ phải nâng cao lên, cái đời sống kỹ sư hay là cái cuộc sống họ đều phải nâng cao hơn. Trước đây thì có thể là một người thợ trả tầm 4 triệu một tháng là người ta ok rồi, đúng không? Nhưng bây giờ là phải 8-9 triệu, người ta cũng phải đòi hỏi cuộc sống của họ. Nên là cái chi phí chúng ta biết, chúng ta càng nhìn sớm, nhìn nhận sớm, chuẩn bị sớm thì chắc chắn ngôi nhà chúng ta nó sẽ rẻ rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của hai anh ạ. Và thời lượng của chương trình của chúng ta thì cũng có giới hạn đấy. Thì câu hỏi vừa rồi thì cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng là thông qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị sẽ có cái nhìn khách quan nhất về vấn đề là thiết kế và thi công chọn gói.
Và một cái câu mà Ngọc Huyền rất là hay nói đấy ạ. Và nếu như mà quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, có thể là liên hệ ngay từ các số hotline của Marco chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong một số tiếp theo. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó, việc có Mark Home.